Từ ngày 15 tháng 9, thay đổi cách chào của cảnh sát giao thông với người dân. Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, thông tư 32 không còn yêu cầu cảnh sát giao thông phải chào bằng lời nói và cảm ơn người điều khiển phương tiện. Thay vào đó sẽ thực hiện chào theo điều lệnh Công an Nhân dân. Từ 15 tháng 9 tới đây, thông tư 32/2023 của Bộ Công an quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung, quy trình, tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông, chính thức thay thế cho thông tư 65/2020. Cũng tại thông tư 32, có một số điểm mới thay thế các quy định trong công tác thực hiện nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát giao thông. Thay vì chào bằng lời nói, cảnh sát giao thông sẽ chào bằng điều lệnh. Đại tá Nguyễn Quang Nhật, trưởng phòng hướng dẫn tuyên truyền điều tra giải quyết tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, thông tư 32 ưu tiên ứng dụng khoa học kỹ thuật, khoa học công nghệ trong xử lý vi phạm giao thông, điển hình như phát huy tối đa hệ thống giám sát giao thông trong việc phát hiện, xử lý vi phạm, cho phép cảnh sát giao thông kiểm tra giấy tờ của người điều khiển, phương tiện khi đã tích hợp vào VNEID. Thông tư 65/2020 trước đây quy định, khi dừng phương tiện, người vi phạm để kiểm tra, cảnh sát giao thông phải chào bằng lời nói, chào ông bà, anh chị, và sau khi chào thì phải nói yêu cầu ông bà, anh chị cho chúng tôi kiểm soát các giấy tờ có liên quan và kiểm soát phương tiện giao thông. Còn tại thông tư 32, quy định cảnh sát giao thông không phải chào bằng lời nói, mà thay vào đó là yêu cầu cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông chào theo điều lệnh Công an Nhân dân với người dân. Việc chào theo điều lệnh thể hiện lễ tiết tác phong của lực lượng cảnh sát giao thông với người lái xe, chứ không có chuyện quy định cảnh sát giao thông không phải chào người dân như một số luồng thông tin lan truyền trên mạng xã hội, Đại tá Nhật khẳng định. Bỏ quy định thông báo công khai kế hoạch tuần tra, kiểm soát. Theo Đại tá Nguyễn Quang Nhật, tại thông tư 32 đã bỏ quy định về thông báo công khai kế hoạch tuần tra, kiểm soát của cảnh sát giao thông. Tuy nhiên, việc này vẫn đảm bảo tính công khai, minh bạch. Kể từ ngày 15 tháng 9, phải những người, đơn vị có thẩm quyền mới có quyền kiểm tra, kế hoạch tuần tra, kiểm soát của lực lượng cảnh sát giao thông. Người dân, người vi phạm không được quyền yêu cầu cán bộ cảnh sát giao thông cho xem chuyên đề, kế hoạch, Đại tá Nhật nói. Theo Đại tá Nhật, việc bỏ quy định thông báo công khai kế hoạch tuần tra kiểm soát của lực lượng cảnh sát giao thông là vì kế hoạch này được coi như là mệnh lệnh chiến đấu của lực lượng vũ trang. Nhiều nội dung trong kế hoạch này nằm ngoài nội dung đảm bảo trật tự an toàn giao thông như là phòng ngừa, đấu tranh, phòng chống tội phạm. Việc này cũng là để đẩy mạnh phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm trên các tuyến giao thông, khiến cho tội phạm không có cơ hội trốn tránh. Tuy nhiên, hoạt động của lực lượng cảnh sát giao thông là công khai, hoạt động dưới sự giám sát của người dân. Người dân được thực hiện đầy đủ quyền giám sát của mình, nhưng không được gây ảnh hưởng đến hoạt động tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm của lực lượng chức năng. Đại tá Nhật nói thêm. Cảnh sát giao thông hóa trang có nhiệm vụ gì? Tại thông tư 32 quy định, cảnh sát giao thông được mặc thường phục, hóa trang để phát hiện, xử lý vi phạm. Nhiều người dân bày tỏ băn khoăn về việc có thể có đối tượng giả danh cán bộ làm nhiệm vụ để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Về thông tin này, Đại tá Nguyễn Quang Nhật cho biết, lực lượng chức năng đã có những quy định chặt chẽ, cụ thể. Theo đó, lực lượng cảnh sát giao thông hóa trang khi đi làm phải có chương trình, kế hoạch cụ thể, được cấp thẩm quyền phê duyệt. Đặc biệt, lực lượng cảnh sát giao thông hóa trang chỉ có quyền phát hiện, thông báo các trường hợp vi phạm cho lực lượng cảnh sát giao thông công khai mặc cảnh phục xử lý. Trừ các trường hợp phát hiện hành vi vi phạm nghiêm trọng, nếu không ngăn chặn kịp thời sẽ gây hậu quả nguy hiểm, thì cảnh sát giao thông hóa trang phải sử dụng giấy chứng minh Công an Nhân dân để thông báo xử lý tại chỗ. Đại tá Nhật khẳng định.